đó là khát vọng thái bình ấm no. Mỗi mùa trung thu về, khi tiếng trống búa lân rộn ràng đầu ngõ, thì nhà nhà đều mở cửa đón lân, thay cho lời khấn nguyện hòa bình và ấm no. Cảm ơn công chúa hàng chương rất là nhiều, cái điều thật là xin lỗi.